Anh em thấy đụng được con trồng móc là nhau mọi người. Mỗi một lứa trung bình thì nó cứ trung bình khoảng 3-4, có thể là 5 hoặc có thể là 6 anh ạ. 2,4 đến 2,5 triệu là một con trung bình đó. Anh em nghĩ không, mà một con mà lên tới 6-7 kg là cũng tiền không, đúng không anh em? Hello anh em, Thái lại xuất hiện rồi. Chúc cho anh em ngày mới tốt lành và lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống. Hôm nay là Thái vẫn tiếp tục ở một cái nơi khá là xa, thuộc Trảng Bom Đồng Nai. Thái lại quay cho mọi người xem một cái mô hình trang trại khoảng 2,000 m², ở trong đó cũng rất là nhiều con, từ con dúi này, rồi con giòn này, rồi cả con chồn móc, cho tất cả các bạn biết được tập tính cũng như là những cái kỹ thuật, có kinh nghiệm để cho tất cả các bạn có thể nuôi dưỡng được, làm kinh tế, đúng không mọi người? Thì Thái là chủ yếu là Thái vô đây Thái tham quan về chuồng trại, về kỹ thuật đơn giản thôi đó. Còn anh em nào, bà con nào mà thấy thích hợp thì nhờ trại tư vấn thêm, khi mà mình đủ tự tin mình có thể sở hữu nó để về mình làm kinh tế ha. Không để tất cả các bạn chờ lâu nữa, theo chân Thái vào bên trong để gặp chủ trại xem coi mô hình trại như thế nào nha. Ok, let's go. Hello. Dạ. À, em là Thái Salem, không biết mình tên gì ta? Em giới thiệu với anh, em tên là Tính anh ạ. Anh Tính hả? Dạ vâng ạ. Hôm nay là em muốn vào cái khu vực trang trại của anh Tính á, để em quay về cái mô hình chăn nuôi của mình, để cho tất cả các bạn và cũng như là bà con cô bác có thể biết được là mình chăn nuôi con cày móc, đúng không? À, dạ vâng. Cày móc nó là như thế nào, kỹ thuật nó có khó hay không đó, rồi cái quy trình nó ra làm sao, chuồng trại ra làm sao nữa, đúng không mọi người? Theo chân Thái của Tính nha. Vâng, em mời anh vào. Giờ cho phép nha. Đây hả? Đây là khu vực ha. Giới thiệu với anh, đây là cái khu vực chăn nuôi cày vòi mốc của gia đình nhà em. Wow. Đây ha. Trước khi vào trong sâu vào trong thì đã thấy là khu vực chuồng trại ở đây là bạn Tính làm rất là đều nè em. Từ những cái chuồng sắt này nó đều nhau, và trên những cái chuồng thì nó có những cái mã số. Thí dụ như cái mã số bên đây C382, rồi bên kia nó lại C8, nó có chữ sinh sản là sao ta? Ví dụ như mình đưa những cái mã số này lên là như thế nào? Tất cả những cái con sinh sản này thì là bên trang trại đều có đánh dấu riêng biệt ra để cho nó, cái thứ nhất nó không bị trùng gen và đồng huyết với nhau sau khi mà mình tách con giống ra anh ạ. Dạ. Là mỗi một con cái và một con đực nó đều có một cái số mình đánh ký tự riêng để chăn nuôi cho nó dễ dàng hơn anh ạ. À, có nghĩa là mình có thể theo dõi từng con một, ví dụ như hôm nay thì con này nó sao, hôm nay mẹ ăn ít vậy, cái đánh dấu vô mai xem mày có ăn nhiều hay không để mình tiện theo dõi sức khỏe nữa, đúng không? Vâng, đúng rồi. Ok, ok. Trước khi quay về những cái con chuồng móc cho tất cả các bạn thì Thái sẽ hỏi với bạn Tính về chuồng trại trước đã. Thái thấy là đây là có những cái lồng sắt như thế này ha. Vâng. Về cái chuồng trại của nó thì Thái thấy là có hai bên này che lại để đựng tránh con bên kia nè. Ở đây là những cái khung sắt. Thì cái kích thước của cái chuồng khi mà mình nuôi được cái con chuồng móc này là nó như thế nào Tính? Thật ra là cái chuồng ấy thì nó có rất là nhiều kiểu chuồng khác nhau anh ạ. Dạ. Thì là bản thân của gia đình nhà em ấy thì là cũng làm mười mấy năm rồi. Dạ. Đã từng thay rất là nhiều những cái kiểu chuồng rồi. Dạ. Thế nhưng hiện tại thì những cái kiểu chuồng hiện tại như bây giờ em đang sử dụng thì cái thứ nhất là cái chi phí nó rất là rẻ. Ừ. Đấy, và cái thứ hai nữa ấy, là nó chỉ cần như vậy thôi, bản thân con chuồng còn nó cũng đã phát triển được rất là tốt rồi. Yeah. Đấy, và cái tuổi đời, tuổi thọ của cái chuồng, cái chuồng này ấy, thì nó sẽ được rất là cao và độ bền cũng cực kỳ tốt anh ạ. Sắc cơ. Vâng, đúng rồi ạ. Cái kích thước là khoảng ngang khoảng nhiêu ta? 60 hả? Chiều ngang của nó là 70 phân anh ạ. 70, và rồi chiều dài vào là 1 mét anh ạ. Một dài là 1 mét. Cao là khoảng 50 phân anh ạ. Cao là khoảng 50. Vâng. Và ba bên ấy thì là mình sẽ làm kín để cho con chuồng này nó sẽ không tiếp xúc được với lại những cái con vật khác. Còn cái phần đáy là mình vẫn làm lưới, thì khi nó đi phân ở dưới này là Thái thấy là Tính ơi, Thái thấy là ở đây là mình có trải một cái lớp gì dưới này đây? Giới thiệu với anh, đây là cái mùn cưa anh ạ, mùn cưa hoặc có thể là trấu, thì là trộn với men vi sinh. Dạ. Thì là để cho nó bớt cái mùi của cái con chuồng này đi. Ồ, ví dụ như mà nó đi vệ sinh xuống đây thì một cái khoảng bao nhiêu lâu thì mình có thể dọn ra bớt để mình thay cái mòn cưa khác. Thật ra là cái phân của con chồn này nó không có mùi đâu anh. Đấy nên là gần như là ở trang trại thì là khoảng độ 25 đến 30 ngày thì bắt đầu là công nhân, anh em công nhân người ta sẽ thay cái mòn cưa một lần. Yeah. Đó, cái đó là về chồn trại, rồi chồn đi vệ sinh ở dưới ra làm sao. Thì cái khu nuôi á, anh em thấy không, những cái máy tôn nó khá là cao này nè. Vẫn có những cái hệ thống phun sương để cho làm dịu con chồn hay là dịu cho mình vô? Thật ra là cái con chồn này thì là cái sức đề kháng của nó rất là tốt anh ạ. Yeah. Nhưng mà bởi vì này, cái thời tiết ở trong miền Nam ấy, vào cái mùa nóng thì nó cũng tương đối nóng. Nên là nếu như mà quá 35 độ ấy, thì là mình phải khắc phục bằng cái vòi phun sương hoặc là có thể bật quạt cũng được anh ạ. Vậy ha.
Rồi nha anh em, đó là những cái về kỹ thuật, về nhà này, khung nhà này, rồi chuồng trại cho những con chuồng mốc. Và bây giờ thì bắt đầu tiến vào một cái con chuồng mốc nào đó để nhờ bạn Tính chia sẻ ha. Thế thấy ra đây có một con chuồng mốc nó đang ngủ thẳng cẳng luôn anh em. Đây, nó đang ngủ thẳng cẳng như thế này. Giờ nó ngủ như một bé cúm của mình ha, chổng bốn chân lên trời thoải mái vậy luôn ha Tính nhỉ. Thật ra là cái con chồn mà sau khi nó được thuần hóa thì là bản thân nó rất là hiền anh ạ. Dạ. Nó không như những cái con chồn mà chưa được thuần hóa. Nên là cái điều đặc biệt ấy là bên trang trại em ấy thì là bởi vì là bản thân của nhà em ấy thì đã chăn nuôi được mười mấy năm rồi. Nên là tất cả những con chồn thì gần như đã thuần hóa qua rất là nhiều ép rồi. Nên là nó sẽ rất là dạng với con người. Và cái chăn nuôi cái tỷ lệ dịch bệnh của nó rất là thấp. Tỷ lệ dịch bệnh thấp. Nếu mà về bệnh thì đa số là nó bệnh gì? Thường thường ấy thì là nếu như mà bản thân của nhà em nuôi ấy thì nếu như mà cái môi trường bên ngoài tự nhiên ấy, thì là không thể tác động để nó bị bệnh được. Đấy, nên là tất cả những cái bệnh thì nó có thể do con người mình tạo ra. Cái thứ nhất là cái nguồn thực phẩm mình cho nó ăn nó không bẩn. Sạch, nó bẩn đúng không? Nó không và ảnh hưởng hệ tiêu hóa đúng không? Vâng ạ. Những con chồn này nếu mà Tính nói là nó độ thuần nó có rồi thì khi mình đụng mình sờ mình bắt nó vẫn được đúng không? Tất cả những con chồn này thì là về cơ bản ấy, là mình sờ nó thoải mái, nhưng mà mỗi cái là cái bản năng của nó. Vẫn còn ha. Đâu đâu Tính Tính sờ thử một con chồn cho mình xem thử coi. Chồn con chờ sờ một con chồn nào cho mình xem nhá. Đây ha. Nói chung là này cả là con nào bất kỳ ở trong chuồng trại thì là cũng đều có thể là mình bắt và mình sờ được hết. Bắt luôn. Vâng. Chơi bắt luôn. Bắt luôn nha. Vâng. Rồi. Chuẩn bị qua bắt chồn của bạn Tính nha mọi người. À vậy ha. Vâng. Nên là nó thì thật ra cái bản năng ngoan dã của nó còn là cái con chồn rất là to. Con này nó khoảng độ 8 đến 9 cân rồi anh ạ. Một là con chồn này là được hay cái? Đây là con chồn cái. Con chồn cái ha. Con chồn này là bọn em là đã ghép đôi xong rồi. Nên là mình đã tách riêng ra để cái thời gian chờ nó để nó sinh sản anh ạ. Con một cái con cái như thế này là tầm 7-8 kg này là nó đã mách xây cái trưởng thành của con chồn móc này chưa? Thật ra là cái con này thì nó chưa trưởng thành hết đâu anh. Bởi vì là cái trọng lượng của nó tối đa khi nó trưởng thành ấy, nó dao động khoảng độ từ 13-15 kg cơ anh ạ. 13-15 kg ha. Và đây là nó mới phát triển được một nửa thôi anh ạ. Một nửa thôi nè. Là một nửa thôi nè, như này đã chuẩn bị là seller, chuẩn bị là lên giống để phối được rồi. Dạ. Là tầm bao nhiêu tháng là nó cỡ này? Tầm bao nhiêu tháng đi? Con giống như thế này ấy, thì là cái nuôi sinh sản anh ạ. Thì là mình sẽ nuôi trong vòng khoảng độ ít nhất là 3 năm nó mới được trọng lượng như này. 3 năm ha. Còn nếu như mình nuôi thương phẩm ấy thì là mỗi một tháng trung bình ấy, thì tối thiểu của nó phải lên được 8 lạng và tối đa là 1 cân 2 cơ anh ạ. Wow. Bởi vì nuôi sinh sản mà nó béo quá thì là về cơ bản ấy, nó sẽ lười sinh sản. Dạ. Vâng. Đêm gán em đụng. Anh em thấy đụng được con chồng móc rồi nha mọi người. Đó, nhìn cái mặt rất là cute nha. Nhìn cute. Anh thấy là cái lông con này nó hơi vàng so với những con còn lại. Anh thấy những cái con kia nó có 2-3 màu lông là hai anh Tính. Thật ra là cái con chồn này thì màu lông nào nó không quan trọng anh ạ. Bởi vì có con thì nó sẽ là màu hơi vàng một chút và có con màu hơi nâu một chút. Dạ. Cái màu lông của nó thì nó không quyết định được cái điều gì cả. Dạ. Vâng ạ. Đó, một con cái nha. Con này là mới phối xong là đang chuẩn bị mang bầu đúng không? Đúng rồi, con này thì là nó đang chữa rồi và nó chờ để sinh sản thôi anh ạ. Sẵn hỏi luôn thì hỏi Tính là nó từ lúc mà nó phối đến lúc mà nó mang bầu á là khoảng tầm bao nhiêu lâu là nó đẻ? Con này thì là lúc nó mang bầu thì nó khoảng độ 57-62 ngày. Nên là nó sẽ chờ để thời gian sinh sản anh ạ. Là khoảng 2 tháng ha. Dạ vâng, khoảng 2 tháng. Vâng. Thì cái con chồn móc này đi thì nó đẻ mà trung bình con của nó tầm bao nhiêu con ta? Mỗi một lứa trung bình thì nó cứ trung bình khoảng 3-4, có thể là 5 hoặc có thể là 6 anh ạ. Nhưng mà trung bình nhiều nhất nó sẽ là 3-4-5. Wow. Cũng đẻ nhiều nha anh em. Thôi Tính cho nó vô thì thấy Tính giữ nó hoài. Ê chuồng bên kia không phải chuồng này không? Ơi. Ơi. Trời ơi anh em xem này. Cho nó vô chuồng này luôn Tính ơi. Cái chuồng này nó cũng để mình tách ra mình sinh sản mà. Dạ tách ra sinh sản ha. Rồi khi mà em chồn vô rồi Thái xã hội tiếp. Thí dụ như là con chồn như thế này, Tính nói là 2 tháng nó sinh ra. Dạ. Thì khi mà đến tay của bà con nông dân mà có thể sở hữu được một con chồn phá bầy á thì nó tầm bao nhiêu tháng từ lúc mà nó sinh ra đi là phá bầy, bao nhiêu tháng là phá bầy? Nó khoảng độ nuôi tầm 45 cho đến 2 tháng là bắt đầu là mình sẽ tách con nó ra anh ạ. 2 tháng mang bầu nè,
rồi 2 tháng nữa mới tách con ra là 4 tháng rồi. Là cái tháng tách đó là mình có thể tính tay bà con nông dân rồi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Vậy là 4 tháng nha anh em. Đó, trong vòng khoảng 4 tháng mà khi mà con tròn mà con mà từ đó mà đến khi mà nó sinh trưởng để nó bắt đầu nó chịu xe lơ thì tầm phải 8 đến 10 tháng. Dạ, đúng không? Đúng rồi ạ, đúng rồi. À, thấy nhanh lắm nha. Rồi, Thái sẽ đi tiếp tiếp qua bên này. Rất đây sáng nè. Ồ, đây nè. Đây rất là ok ha. Tại vì cái đôi này thì là bên em đang ghép đôi và đang chưa đôi. Con này chưa nó chưa có chửa nên là mình chưa tách được anh ạ. Dạ. Yeah. Vâng. À, thôi đứng mỏi giò á, ngồi xuống nói chuyện cho lẹ. À, tính này, ví dụ như bà con á, nông dân mà muốn nuôi những cái con tròn mà khi mà bên trại mình phá bầy á, thì khoảng giá trung bình nó bao nhiêu con cặp ta? Dao động á, dao động. À, cái giá của con tròn ấy thì là nếu như mà cái tầm dao động của nó sẽ dao động là từ 15 đến 35 triệu trên một đôi ạ. Đấy là loại nhỏ nhất là loại 3 tháng là 15 triệu trên một đôi. Một cặp ha, 15 triệu trung bình là con 7 triệu hơn nha anh em. Mà cái giá trị đó là giá trị về baby để bà con nuôi về sinh sản, mà còn giá trị mà thương phẩm đi, ví dụ một con chuồng móc như thế này thì giá trị thương phẩm của nó tầm bao nhiêu một ký ta? À, hiện tại thì là bên trang trại đang xuất bán ra bên ngoài thị trường nó dao động khoảng độ 2,4 triệu đến 2,5 triệu trên một cân anh ạ. Dạ. 2,4 triệu đến 2,5 triệu là một con trung bình đó anh em, lấy không mà một con mà lên tới độ 6-7 ký là cũng tiền không đúng không anh em? Ha, đúng không? Tính ạ. Nha. Vâng ạ. Nói chung là giá trị kinh tế khá là cao á. Còn về thức ăn thì theo anh cũng tìm hiểu sơ sơ thì mới như là con tròn này nó ăn trái cây. Vâng, đúng rồi anh. À, như ở bên trang trại đang chăn nuôi ấy, thì là hoàn toàn là bữa sáng sẽ là toàn bộ những cái trái cây ngọt. Đấy, trái cây nào có vị ngọt thì nó đều có thể ăn được cả. Ví dụ như là thanh long, chuối hoặc đu đủ. Thanh long, chuối, đu đủ. Nếu như mà ở địa phương của nhà mình mà có cái gì sẵn thì là mình sẽ cho ăn cái đấy. Ờ, vậy ha. Vâng. Hình như là con này nó biết ăn cháo nữa đúng không? Vâng, đúng rồi anh ạ. Cái con này thì là thật ra là buổi sáng của nó là ăn hoa quả và đến chiều tối thì là nó sẽ ăn cháo, thì cháo có bao gồm có một là cháo cá, hai là cháo gà. Đấy, thì là mình có thể bổ sung thêm những cái chất đạm cho nó để cho nó đầy đủ những cái chất dinh dưỡng và nó phát triển anh ạ. Đã quá anh em ha, nằm trong chuồng không, sáng người cho trái cây ăn nè, chiều có người nấu cháo gà rồi cho ăn, nó ngon lành anh em. Đó. Con bé tròn ha, rất là cute mà trọng lượng khá là ok, mang tới giá trị kinh tế rất là cao. Tại vì tính biết sao, khi mà mình làm những cái trại này nè, mình muốn truyền tới những cái người tiêu dùng đi, gọi chung là người tiêu dùng, bà con nông dân mà muốn chăn nuôi để cải thiện kinh tế á, thì cái thứ nhất là người ta tính về là không biết là nó ship vào bạn cũng hiếm nè, vào B2 đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì nuôi nó thì khi mà tôi mua về giấy tờ nó có rắc rối hay không? Rồi giống như là đầu ra ra làm sao thì không biết là về cái giấy tờ và cũng như là về đến kỹ thuật chăn nuôi cho bà con, rồi đến đầu ra cho bà con thì bên trại mình có hỗ trợ được hay không? Hỗ trợ cho bà con được hay không? Vâng, tất cả thì là bản thân của, nếu như trước khi nói câu này thì là em cũng chia sẻ với anh một chút về cái hoàn cảnh của nhà em. Đấy thì thật ra là bản thân của mình, bố mẹ của em cũng là xuất phát từ nông thôn mà ra. Đấy nên là mình, bản thân của mình cũng là người đã từng đi cuốc đồng cũng ruộng rất là nhiều rồi. Nên là mình cũng hiểu rất là rõ những cái hoàn cảnh khó khăn của những bà con hiện tại bây giờ. Kiếm được một đồng rất là vất vả. Nên là nếu như bà con nào mà muốn tìm hiểu chăn nuôi cái mô hình này của em ấy, thì cái việc đầu tiên là bên trang trại có hỗ trợ tất cả về vấn đề kỹ thuật chăn nuôi. Đấy, và đồng thời thì là tất cả những cái giấy tờ liên quan đến cái con tròn này để hợp pháp hóa chăn nuôi ấy, thì là trang trại có cung ứng đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con trong cái quá trình bà con khởi nghiệp để chăn nuôi con tròn này. Dạ. Tại vì anh em biết sao không? Cái giá trị của con tròn móc này nó cũng khá là cao, thì Thái nghĩ là như vậy. Vì chăn nuôi thì nói chung là nắm giữ kỹ thuật đồ này nọ này kia thì bà con mới dám đầu tư vào một cái con cao như thế này. Anh em biết rồi đúng không? Để mang giá trị kinh tế, để cải thiện cuộc sống, chứ ai mà muốn mua một cái số vật nuôi về để chưa thấy kiếm kinh tế mà thấy lại còn nhiều khi đôi lúc còn nợ nần âm kinh tế nữa đúng không anh Vinh nhỉ? Nên phải vậy, Thái thì tới trại nào cũng vậy, tới gặp anh chủ trại nào cũng vậy, Thái muốn chia sẻ tất tần tật coi chủ trại có xua với vấn đề là hỗ trợ cho bà con hay không, về kỹ thuật, về tất cả các kiểu con đà điểu luôn, để mang đến những cái gì đó thật là ok cho bà con có thể tin được, để trải nghiệm, để nuôi những con chuồng như thế này đúng không mọi người? Thì nãy giờ là vấn đề kỹ thuật nè, còn vấn đề mà bao tiêu cho bà con thì như thế nào tính? Dạ thật ra là tất cả những cái vấn đề mà như lúc nãy em cũng đã chia sẻ với anh và bà con đấy, thì là khi bà con đi mua giống thì là bên trang trại có hỗ trợ kỹ thuật cho bà con trong suốt cái quá trình mà bà con chăn nuôi đấy, thì là sẽ có kỹ thuật. Có bao nhiêu năm không?
bao nhiêu năm? Thật ra là bao nhiêu năm ấy thì nó không quan trọng đâu nhá, bởi vì là nếu như bà con mà vẫn chưa hướng dẫn, chưa nắm bắt được tất cả những kỹ thuật thì là có thể là bên trang trại có thể chăm sóc cho bà con lúc nào bà con thật hiểu thì thôi. Đấy, và đồng thời thì là sau khi bà con chăn nuôi mà nó cũng có thành quả rồi thì là bên trang trại cũng có ký hợp đồng bao tiêu với bà con trong vòng 5 năm một lần ký. Sau hết 5 năm mà bà con vẫn chưa tìm đầu ra thì có thể quay lại trang trại để cái thứ nhất là mình bàn lại giá, và cái vấn đề thứ hai nữa là ký tiếp một hợp đồng bao tiêu nữa anh ạ. Ok nha mọi người. Thì nãy giờ là mình thấy đằng kia là có một cái số để chữ ô ghép đôi tập trung, cái đó là mình ghép đôi nó trong đó hả? Dạ vâng đúng rồi anh. Mình xuống dưới mình xem sơ được không? Vâng em mời anh ạ. Ồ quá trời luôn anh em nha. Đó trời ơi con quỷ kia nó ngủ. rất là nhiều đây nữa nè. Con này thì ngủ kiểu kiểu tự do, dạ, kiểu nằm úp xuống. Đây ha, chồng ghép đôi, chuồng ghép đôi nè. Những cái này là ghép đôi cho nó rộng rãi hơn hả? Vâng ạ. À cái này có thể là ghép đôi nhiều phải không? Một đợt nhiều cái đúng không? Giới thiệu với anh đây là cái ô chuồng như này ấy, thì là đến cái mùa ghép đôi ấy, thì là trung bình trang trại là sẽ thả vào đây là khoảng độ 5 con đực và 15 con cái. Và ghép đôi như thế này ấy, thì là nó sẽ thuận tiện trong cái việc là cái thứ nhất là cái tỷ lệ đậu thai của nó sẽ cao hơn là mình ghép đôi kiểu dạ. một. Dạ. Và cái vấn đề thứ hai đặc biệt nữa là sau khi cái thời gian mà con nó sinh sản ra ấy, nếu như dạ. mà những cái con nào mà nó bị dị tật mình loại bỏ ra thì là mình sẽ tận dụng cái chuồng này và mình sẽ nuôi luôn thương phẩm ở trong cái chuồng này được anh em. Quá trời tuyệt vời luôn anh em. Đó, ghép đôi thì có thể là 5 con đực mà tới 15 con cái luôn nha. Dạ vâng. Ô chuồng ghép đôi tập trung. Đây ha. Đây cũng còn nhiều ô nữa này. Đó. Khá là tuyệt vời luôn. Thì về ăn uống nè, về ăn trái cây, rồi về khu nuôi chuồng trại thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em có thể thiết kế một cái phạm vi nhỏ nuôi kiển chơi cũng được. Đó đúng không? Nó rất là đơn giản. Rồi về kỹ thuật này nọ này kia thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bạn Tính. Thì bạn Tính có thể là hỗ trợ cho anh em về kỹ thuật nè. Rồi tất tần tật về trị bệnh cho này, cho kia, rồi tùm lum hết tất cả con đà đĩa luôn. Để cho chúng ta có một cái kiến thức đủ, vừa đủ để chăm con bé chồn của chúng ta đúng không? Dạ, đối với những anh em nuôi kiển chơi, dạ. chơi kiển được không? Dạ con này thật ra là nếu như mà nuôi kiển thì thoải mái vấn đề gì nhá. Nhiều khi á mà nó sinh ra cái mình nuôi nó từ nhỏ mình chơi với nó, mày biết nó dạ. quen mình nắm đi chơi rồi vẫn được không? Thành dạ. bé luôn đúng không? Dạ, tính nhỉ? Dạ. Rất là tuyệt vời đúng không em? Thì Thái á, thì Thái muốn chia sẻ nhanh thôi, chia sẻ nhanh về kỹ thuật đơn giản của con chồn móc như thế này cho anh em có thể nắm bắt mọi cái chi tiết mà sâu hơn, kỹ hơn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bạn Tính đi. Cái số điện thoại của Tính là số bao nhiêu để anh em liên hệ ta? Số điện thoại của em là 0589 327 818, hoặc là nếu như bà con nào muốn tìm hiểu sâu tới trại luôn được không? Vâng, thì cũng có thể là đến trực tiếp trang trại của nhà em, có địa chỉ ở tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dạ vâng. Nãy anh thấy ngoài kia lúc anh vô đây là có cái nhà thờ Bắc Sơn gì phải không? Giáo sư Phú Sơn. Giáo sư Phú Sơn là anh em có thể tới đây là anh em gần địa điểm này chạy bộ tham quan cũng được. Tham quan đi, ngồi đây bắt cái ghế ngồi đây nè anh em, uống cà phê nghiên cứu, hỏi với chủ trại, tra tấn chủ trại về kỹ thuật cho đã đi. Khi nào mà mình chắc cú rồi thì phải cái đầu cái mình triển khai mình nuôi đúng không Tính nhỉ? Thật ra là anh em cũng có niềm đam mê đến đây với em là em rất là vui rồi anh. Rất là thú vị nha, bạn Tính cũng rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Nói chung là hôm nay là rất là cảm ơn Tính luôn á, tại vì cảm ơn là một cái trang trại như này được sự cho phép của Tính thì vô đây tham quan nè, rồi nhờ Tính chia sẻ kỹ thuật này nọ này kia rất là tận tình luôn, rất là tận tâm luôn. Đó, Thái thì cũng hy vọng một điều là Tính cái sức khỏe cùng với gia đình của mình nè, rồi phát triển cái trang trại này ngày một quy mô hơn, lớn hơn nữa để truyền tải những giống ok nhất, tốt nhất cho đến những anh em nuôi cũng như bà con nông dân để phát triển kinh tế để cao về cái kinh tế của đất nước đúng không mọi người, về cái ngành chăn nuôi của Việt Nam mình đúng không? Một lần nữa thì Thái cảm ơn Tính nè, chúc sức khỏe cho Tính, rồi chúc tất cả các bạn đang theo dõi cái video của Thái và Tính có một sức khỏe tràn đầy, lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống. Còn bây giờ là video của Thái xin kết thúc tại đây. Tính nha. Vâng, rồi ok, Thái chào tất cả mọi người luôn, hẹn gặp lại video sau nha. Ok.